khi mà mình làm xong rồi á, chị có thể chia sẻ với em một xíu cảm nhận nha. Em nhờ mình xem hoa tương trước ha. Thì không biết là sau khi làm xong hiện tại mình cảm thấy như thế nào rồi ạ? Nói chung là chị rất hài lòng. Vì cái da chị là nó rất khô. Nên là chị thường phải làm cái bia rửa bia cho nó ấm và da nó sáng, nó mịn. BOB thì mình cũng sẽ có kết hợp cái phương pháp meson như tiêm cấy và bia kim á, thì không biết là chị có cảm thấy là đau quá như thế nào trong lúc làm không ạ? Không, nói chung là bây giờ làm rất chỉ là tốt, không có đau. Vậy thì bên em cũng vui quá. Thì em được biết là chị thấy là bên em cũng lâu lắm rồi, khách hàng thân thiết bên em 5-6 năm rồi. Thì không biết là trong đó mình có làm rất nhiều công nghệ therapy, cả thăm mát, cả BOB nè. Thì mình thấy là mình yêu thích liệu trình nào nhất và chị thấy hài lòng nhất là liệu trình nào ha? Nói chung là hài lòng thì cái gì chị cũng hài lòng. Tại vì là trước là da chị là nó khô mà nó mỏng, nó yếu á. Mà từ ngày chăm sóc đến giờ thì da rất ổn. Cho nên là cái gì cũng chị cũng hài lòng. Vâng, với em xin phép một xíu ha. Thì mình có kết hợp thêm những cái buổi như là therapy với thơ mát thì mình cũng cảm nhận được là cái đường nét quai hàm của mình nó là săn chắc hơn, thon gọn rõ hơn nè. Và nền da thì khi kết hợp cái BOB nó cũng sẽ căng bóng sáng khỏe hơn cho mình nè chị ha. Mình làm được từ Bình Dương lên tới đây luôn đúng không chị? Bình Dương xa như vậy mà vẫn ủng hộ BB Thanh Mai thường xuyên. Chung là tại vì là chị là muốn đẹp nhưng mà an toàn á, nên là chị chọn BB Thanh Mai. Rất là mong có thể hỗ trợ chị trong thời gian tiếp theo nữa và có thể cho mình những cái kết quả đẹp hơn nữa về tình trạng da nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi chị cảm ơn mình. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế. Xong mặt bên đây nữa nè. Dạ. Nó ngủ gục luôn đó mọi người ơi. Nó êm ái mà chịu không nổi, ngủ gục luôn á. Cái rãnh mũi má đúng không? Người ta hay gọi là cái râu rồng. Râu rồng cái gì? Là nó không còn sâu như hồi nãy nha. Dạ. Và nếu như các bạn muốn giữ mãi tuổi đôi mươi thì hãy đến với BB Thanh Mai nhé. Ưu đãi shop giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.